Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, lịch sử gắn liền với truyền thống, với niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Những biểu tượng trong lịch sử đã tạo nên sức mạnh to lớn của mỗi dân tộc. Ngày nay, lịch sử Việt Nam không thể nào quên những tấm gương lẫm liệt của hàng triệu người trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian vừa qua, trên không gian mạng, đặc biệt là các trang mạng xã hội, vẫn có những tiếng nói lạc lõng nhằm xuyên tạc và bôi nhọ lịch sử. Họ làm như vậy nhằm mục đích gì? Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề. Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại cuộc trao đổi của một nhóm văn nghệ sĩ trong cái mà họ gọi là văn đoàn độc lập. Nội dung xúc phạm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được nhân dân ta tôn kính và thậm chí không ít kẻ thù trước đây cũng phải kính nể. Dư luận bức xúc và phản ứng quyết liệt cho rằng đó là sự thoá mạ lịch sử, bôi nhọ anh hùng dân tộc. Đây là một cái việc có thật mà tất cả những người tù, người ta còn sống và người ta đã chứng kiến Côn Đảo nói lên việc này, nó được ghi vào sách sử sách của Côn Đảo. Thì như vậy tức là Võ Thị Sáu là một cái nhân vật có thật, một nữ liên lạc tuổi còn thiếu niên đã dũng cảm như vậy, và kẻ thù phải chờ chị đủ tuổi thanh niên thì mới dám xử bắn. Thì tôi cho cái xuyên tạc đó là không đúng, nó là những cái hành động tức là làm mất uy tín của các chiến sĩ cách mạng của ta, phải không? Của đất nước ta, nhân dân ta, đảng ta. Chị Sáu là một tấm gương sáng để soi rọi, đồng thời sự hy sinh của chị Sáu là một cái bài học rất là lớn về trách nhiệm và sứ mệnh của tuổi trẻ Việt Nam trong công việc cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Phước Thọ, quận Long Đất, nay là huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Năm 14 tuổi, chị Sáu đã bắt đầu tham gia cách mạng. Trong thời gian tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp, bảo vệ quê hương, chị đã lập nhiều chiến công. Năm 1950, chị được giao nhiệm vụ tiêu diệt hai viên chỉ điểm của thực dân Pháp và đã bị địch bắt. Chúng tra tấn, đánh đập dã man, mua chuộc, dụ dỗ, nhưng chị quyết không khai báo và tiếp tục làm liên lạc cách mạng trong tù, tham gia các hoạt động đấu tranh cùng bạn tù. Chị đã bị thực dân Pháp kết án tử hình và đưa ra xử bắn tại Côn Đảo. Trước lúc hy sinh, chị Sáu vẫn thể hiện tinh thần trung kiên, bất khuất, ngẩng cao đầu hát bài hát tiến quân ca và hô đả đảo thực dân Pháp. Ở đó mới tổ chức cái lớp dân quân tự vệ đó, dân quân địa phương. Thì tôi với cụ Trần Xuân Độ mở giảng bài. Cô Võ Thị Sáu có học. Đấy, cô Võ Thị Sáu học cái lớp đó. Thì lúc đó là thì cô cùng với bà già mua bán ở chợ Đất Đỏ, rồi sau lúc mới rút cô vào làm dân quân. Nói chung là còn trẻ mà, hồi đó còn nhỏ mà, thành ra nhưng mà cũng siêng năng lắm, tập luyện này kia cũng tốt, cũng siêng năng lắm. Cô Võ Thị Sáu là tham gia cách mạng sớm. Cuộc đời như huyền thoại của chị Võ Thị Sáu có giá trị tinh thần cổ vũ, động viên những người làm cách mạng đương thời, thậm chí đã làm thức tỉnh lương tri của kẻ thù, khiến không ít người trong số họ cũng phải cúi đầu khâm phục. Sau khi chị Sáu hy sinh đó, thì những người tù ở Côn Đảo và đặc biệt là tù chính trị, người ta rất là khâm phục về cái khí tiết của một nữ anh hùng. Và không phải không có lý do mà vợ chồng thiếu tá Tăng Tư, tỉnh trưởng tỉnh Côn Sơn lúc bấy giờ, vào năm 1964 đó, thì ông đặt một cái tấm bia gắn lên cho cái bia cho phần mộ của chị Sáu. Trên cái bia đó ghi là liệt nữ Võ Thị Sáu, và cái bia đó bây giờ vẫn còn. Và chính hai cái từ liệt nữ là nó thể hiện cái sự khâm phục, cái lòng tôn kính của những người mà đặt cái tấm bia này. Lúc anh hùng Võ Thị Sáu hy sinh, có sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có những tù nhân lúc đó đang thụ án tại Côn Đảo. Tài liệu vụ án, ngay cả phía thực dân Pháp cũng khẳng định những hành động cũng như ý chí diệt thù, ý chí cách mạng của anh hùng Võ Thị Sáu. Tấm gương chiến đấu và hy sinh của chị Võ Thị Sáu đã đi vào những tác phẩm văn học, đi vào âm nhạc, điện ảnh và có sức lan tỏa rộng rãi. Chà đạp lịch sử, xúc phạm tình cảm dân tộc, thoá mạ con người là những hành vi không thuộc phạm trù văn học nghệ thuật, và nhất quyết những cái mà họ làm ra theo cảm hứng ấy sẽ bị đồng loại chối bỏ.